chỉ là tiểu tam cuốn hút trên màn ảnh với lối diễn xuất chân thật, diễn viên Ngọc Anh ngoài đời thực còn khiến nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là cánh mè râu phải siêu lòng trước vóc dáng nét cằn, vượt mặt nhiều hot girl tên tuổi. Diễn viên Ngọc Anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1996 tại Hà Nội. Cô từng là sinh viên trường đại học Công đoàn và từng làm người mẫu từ năm 18 tuổi. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, cô từng là gương mặt nổi bật trong làng người mẫu. Ngọc Anh bén duyên với công việc này khi được một người bạn giới thiệu cho một nhãn hàng đang cần tìm một gương mặt mới, với khuôn mặt ngây thơ trong sáng ngọt ngào, nhưng thân hình phải quyến rũ. Với công việc của mình mà Ngọc Anh cũng nhận lại không ít lời chỉ trích, những bình luận khiếm nhã của một số cư dân mạng dành cho mình. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cho rằng điều đó nói lên cá tính hay tính cách của mình. Ngoài những ý kiến trái chiều, cũng có rất nhiều người hâm mộ dành cho cô lời khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như đường cong quyến rũ của cô nàng. Thậm chí, cư dân mạng còn đặt lên bàn cân với Ngọc Trinh. Ngọc Anh cho biết cô cảm thấy rất vui khi được khán giả đem mình ra so sánh với đàn chị gạo cội. Sau khi tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm nhờ việc chụp hình mẫu và đóng quảng cáo, Ngọc Anh dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô nàng thường để lại ấn tượng qua các bộ phim nổi tiếng như vai Vân trong phim Lửa Ấm, vai Thùy trong phim Chạy Trốn Thanh Xuân, vai cô thư ký trong Lựa Chọn Số Phận và mới đây là vai Ngọc, nữ y tá trạm y tế xã trong phim Phố Trong Làng, đóng cặp với nam diễn viên Anh Tuấn. Cả hai đã có một mối tình đẹp nhưng không ít sóng gió. Ngọc Anh chia sẻ, cô rất thích thú bởi đây là vai diễn có tạo hình xinh đẹp nhất trong những vai mà cô nàng từng đảm nhận. Đây cũng là vai diễn giúp Ngọc Anh thực sự chinh phục được khán giả. Nhân vật cô y tá trong làng dù ở vùng nông thôn nhưng vẫn có nét hiện đại, trẻ trung nhiệt huyết và sôi động không kém gì các cô gái ở thành thị. Tuy xuất thân là tiểu thư của gia đình giàu có người mẹ kinh doanh dịch vụ ăn chơi, sẵn sàng lách luật nhưng Ngọc không hùa theo mẹ mà lại là người nhân hậu chính trực. Nhân vật này cũng được xây dựng một cách thú vị, không nhàm chán. Bên cạnh đó còn làm nổi bật diễn biến nội tâm của nhân vật vừa khéo léo, mềm mỏng nhưng không kém phần mạnh mẽ, cứng rắn. Trên phim, Ngọc Anh luôn xuất hiện với vẻ chín chắn, nghiêm túc trong những bộ trang phục kín đáo. Thế nhưng ngoài đời, nữ diễn viên khiến dân tình vô cùng bất ngờ với style ăn diện quyến rũ, đôi khi là hở bạo. Cũng vì gu ăn mặc đời thường có phần thiếu vải cùng khả năng cảm thụ nhân vật tốt, mà khi diễn viên Ngọc Anh đảm nhiệm vai Mai là tiểu tam trong gia đình mình vui bất thình lình, phim Giờ Vàng VTV công chiếu năm 2023, khiến khán giả xem xong phải thốt lên, chắc hẳn ở ngoài phải là tiểu tam thì mới đảm nhận vai diễn như vậy trong phim. Cụ thể, nhân vật Mai do Ngọc Anh thủ vai là một cô sinh viên thực tập tại cơ quan của công, quan sự đóng và được chính anh hướng dẫn thực tập. Mai đem lòng yêu công và có nhiều hành động thả thính, bày tỏ tình cảm, thậm chí là cưỡng hôn. Công mặc dù biết anh là người đã có gia đình, Mai cũng chấp nhận làm người tình bí mật của công miễn là anh đồng ý. Sự trơ trẽn của nhân vật này bị các em dâu của Phương, vợ của công, Kiều Anh đóng vạch mặt. Khán giả thích thú khi Hà, Lan Phương và Trâm Anh Khả Ngân dạy dỗ Mai, khiến cô nàng sợ xanh mặt. Nếu gu của em là chồng người khác thì mời em lượn sang nhà khác mà chơi. Lời dạy dỗ của Trâm Anh khiến Mai không dám hé răng nửa lời. Sau vai diễn thành công trên, Ngọc Anh đã gặp không ít rắc rối với những bình luận tiêu cực, buộc nữ diễn viên phải thực hiện một đoạn clip để phản hồi. Cô giải thích, để được chọn vào một vai diễn, ngoài năng lực thì diễn viên cần có độ hợp vai. Thậm chí điều này còn quan trọng hơn cả yếu tố ngoại hình. Nói về vai diễn Mai, Ngọc Anh cho biết, cô lường trước nhân vật này sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tôi đón nhận mọi phản ứng của người xem và hiểu tại sao khán giả bức xúc với Mai. Ngọc Anh thừa nhận năng lực diễn xuất của mình chưa xuất sắc, nhưng cô không hiểu tại sao mọi người có suy nghĩ ngoài đời cô phải là tiểu tam mới hóa thân được vào dạng vai này. Nữ diễn viên cho biết, từ trước đến nay người yêu cô chưa bao giờ lớn hơn độ tuổi 33. Ngọc Anh còn cho biết thêm, cô không sợ bị ném đá vì đóng vai phản diện. Nữ diễn viên xem đó là bước đi đầu tiên để khẳng định bản thân có thể làm được những vai phản diện cá tính mạnh, khác hẳn với những nhân vật từng đóng. Phạm Ngọc Anh sở hữu hình thể đẹp với chiều cao ấn tượng và số đo 3 vòng nảy lửa 83-60-92. Ngọc Anh không ngại phô diễn những đường cong hút mắt. Trên trang cá nhân của Ngọc Anh, không khó để bắt gặp những hình ảnh cô nàng khoe tối đa vóc dáng với những màn tạo dáng táo bạo. Nữ diễn viên luôn giữ gìn và cải thiện vóc dáng bằng cách luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh tập gym lên trang cá nhân. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, không giao kéo và năng lực diễn xuất đã giúp Ngọc Anh lọt vào mắt của các đạo diễn khó tính và đảm nhận những vai tính cách nhẹ nhàng cùng tạo hình hiền lành chân chất. Chính vì sở hữu nét đẹp và người mê mà các tài khoản mạng xã hội của Ngọc Anh luôn nhận được lượt tương tác cao từ người hâm mộ. Chủ yếu người đẹp chia sẻ về những khoảnh khắc đời thường xen lẫn những bộ sưu tập ảnh chụp mẫu đầy ấn tượng.